Xin chào mọi người đã đến với kênh của Forbi, em là Trinh. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn rất là quen thuộc của miền Tây. Đó chính là món ba khía. Ở đây em có khoảng 4 con ba khía. Thì em sẽ sử dụng cỡ 2 trái ớt, 2 trái ớt sừng để cho nó đừng có cay. Và cỡ 100g tỏi và cỡ 200g đường. Đường này là đường chải nha mọi người. Nếu như mọi người không có đường chải thì mọi người cứ mua cỡ 3 cái viên đường thốt nốt, rồi mọi người về mọi người thắng cái đường thốt nốt ra thì nó cũng ngon giống như là đường chải. Tiếp theo là mình chuẩn bị một trái khóm. Cái trái khóm này á thì thường người ta sẽ trộn bằng chanh hoặc là trộn bằng tắc, nhưng mà theo kinh nghiệm của em á thì mình trộn bằng khóm á thì mình sẽ để được lâu hơn và cái vị của nó thanh, nó không có chua. Khía này người ta muối rồi nhưng mà nó còn những cái chất dơ á, nhiều khi người ta rửa không sạch, cho nên là em trụng nó lại một lần để cho nó sạch nha mọi người. Bây giờ trong cái thời gian mà em sơ chế thì em sẽ bắt lên đây một cái nồi nước sôi để lát em trụng ba khía. Rồi, trong thời gian đợi nước sôi thì bây giờ em sẽ gọt trái khóm ra. Mình sẽ lấy cái phần cùi mình đem đi xay nhuyễn ra. Mọi người cứ lọc lấy cái phần cùi ra rồi mình xay nhuyễn ra cái phần này. Em cắt nhỏ cho cái máy nó dễ xay thôi. Nếu như cái máy nhà gia đình mình mạnh thì mình để nguyên mình xay cũng được. Bây giờ em sẽ cho khóm vào máy xay nha mọi người. Mình cứ bỏ vào và mình xay ra thôi. Bây giờ em sẽ xay cái khóm này ra nha. Mọi người thấy cái mình xay mà nó nhuyễn như vậy, không có còn thấy lợn cợn nữa là được rồi. Mình có thể lấy ra. Bây giờ em sẽ cho ra một cái thao như vậy. Mình dùng cái đường chải, trong cái đường nó cũng có lỏng là nước xíu, nó không có đặc á. Rồi cái khóm mình nó cũng có nước nữa, cho nên là mình đừng có để thêm nước vào đây. Tại vì khi trộn rồi con ba khía của mình nó cũng ra nước nữa. Trong khi nãy giờ em xay khóm thì nước đã sôi rồi. Giờ em đã tắt bếp và mình để nguội một xíu. Và mọi người lưu ý là mình phải để cái nước này nó nguội và ấm ấm thì mình trụng cái ba khía thôi, chứ mình đừng có trụng nước sôi. Tại vì cái thịt của con ba khía khi mà mình muối, mình để vô nước sôi thì nó sẽ bị mất thịt của con ba khía. Khi mà mình ăn thì mình không còn cảm thấy thịt của nó nữa, nó bị mất thịt rồi. Khi mà cái nước em sờ tay vô đây và thấy nó như là cái nóng hơn cái nhiệt độ môi trường bên ngoài một xíu là mình bỏ ba khía vô, mình rửa được rồi nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ bỏ ba khía vô trước, sau đó em sẽ cho hết cái nước này vào. Đó. Bây giờ em sẽ chỉ mọi người sơ chế cái ba khía này nha. Mình cứ sơ chế như là cua thôi. Mọi người đầu tiên mọi người tách cái mai nó ra. Đó. Sau đó mọi người
cái mai của nó thì có một xíu gạch trong đây nè, cho nên em vẫn giữ lại chứ mình không có bỏ. Mình chỉ nhặt những cái phần dơ nè, cái phần cái lông á, lông của con ba khía. Cái con này nó tên là ba khía, chỉ đơn giản tại vì cái trên cái lưng của nó có ba cái gạch thì mọi người gọi là ba khía thôi. Sau đó em sẽ bẻ đôi ra. Mình lưu ý là khi mà mình lấy lên rồi thì mình đừng có nhúng trở vô cái nước nữa. Mình chỉ rửa nó một lần trong nước thôi. Rồi em sẽ lấy cái kéo nè. Em cắt những cái đầu của cái càng nó ra. Cắt ra như vậy. Mục đích của cái chuyện cắt ra thì cũng cho cái sốt lát mà mình trộn á, nó ngấm đều vào con ba khía thôi. Cái này cứng quá thì mình không cắt ra cũng được. Mình cắt cái những cái chân ra vậy, lúc mà mình trộn á thì nó sẽ mau thấm cái gia vị vào. Và mình ăn nó sẽ ngon và nó đỡ bị mặn hơn. Tại vì cái ba khía này khi mà người ta muối nó chỉ có muối thôi, nó rất là mặn luôn. Đó, như vậy là nó sạch rồi. Bây giờ em cắt nó ra làm đôi nữa cho nó mau thấm thôi. Đó. Rồi mọi người cứ làm lần lượt hết những con ba khía trong này ra. Sau khi mà em sơ chế thì mình sẽ có thấy cái ba khía nó sạch sẽ như vậy. Và bây giờ em sẽ đun cái thơm lên. Mình cho hết cái thơm vào đây. Mục đích của việc mà em luôn đun và sử dụng như nãy em trần là em sử dụng nước sôi á, là để cho cái mắm của mình. Bây giờ em sẽ đun cái thơm này lên. Mình tất cả mọi cái khi mà mình trộn mắm á, mắm gì cũng vậy, mình đều phải đun sôi. Và mình đun sôi, nếu như mà mình không có trộn vô được liền thì mình để nguội, chứ mình đừng có sử dụng cái nước lạnh. Tại vì cái mắm á, họ muối cũng không có vệ sinh. Rồi khi mà cái quy trình mình làm á, mà mình không có sử dụng nước sôi á, thì cái mắm mình để nó không có được bảo đảm và nó sẽ bị hư á mọi người. Bây giờ em bật bếp lên và mình đun lên cái thơm này lên. Em cho hết cái đường chảy hồi nãy của mình vào. Em cho hết cái đường chảy vào đây. Mình đun lên chung với cái thơm. Có người họ trộn bằng đường cát và có người họ trộn như thế này mà họ không đun cũng được. Nói chung là ăn cái vị nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái mắm của mình nó sẽ không có để lâu được. Và cái vệ sinh nó cũng không bảo đảm. Khi mà em trộn cái cách này á, thì em đảm bảo mọi người cứ để cái mắm mình trộn nhiều, mình có người họ trộn cá thao á, mình cứ để trong ngăn mát và mình ăn dần thôi, mình lấy ra mình ăn dần thôi. Nó không có bị hư hay là ra nước hay là ảnh hưởng gì nhiều lắm. Mọi người khuấy cho nó sôi, mà nó vừa sôi thôi là mình tắt bếp, chứ mình đừng có để nó sôi bùng quá, nó sẽ trào ra ngoài cái son của mình nha mọi người. Mọi người thấy bong bóng sủi lên vậy là mình sẽ tắt bếp liền, thì mình để lát nữa là nó sẽ trào ra. Bây giờ em sẽ để nguội cái nước này, rồi nó nguội rồi thì em sẽ trộn ba khía nha mọi người. Sau khi mà cái nước thơm của mình nó nguội rồi thì bây giờ mình sẽ bắt tay vô trộn ba khía nha. Bây giờ em sẽ cho ba khía vào. Tới em sẽ cho tỏi vào. Càng nhiều tỏi thì nó sẽ càng ngon nha. Rồi em sẽ cho ớt vào. Nếu như mọi người không ăn cay thì mình thay bằng ớt sừng cũng được. Ớt sừng nó sẽ ít cay hơn. Cuối cùng em cho cái nước thơm vào. Bây giờ mình trộn đều lên.
ở đây em làm hơi nhiều nước, tại vì em thích ăn cái món gỏi á, em làm cái nước này để mà lúc mà mình làm cái gỏi á, mình chỉ cần cho xoài và đu đủ vào thôi, mình không có cần phải pha nước trộn. Rồi mình lấy cái nước này mình làm cái nước trộn gỏi luôn. Mọi người trộn đều lên vậy. Sau khi trộn đều rồi thì em sẽ cất vô một cái hộp. Mình bỏ ba khía vô một cái hộp. Rồi em sẽ đậy lại và mình sẽ để trong ngăn mát một đêm. Qua ngày hôm sau mình lấy ra thì cái ba khía của mình nó sẽ thấm gia vị và nó ngon hơn. Bây giờ mình ăn liền nó cũng được nhưng mà nó sẽ còn nhiều cái vị mặn hơn. Mình để hết cái thời gian khoảng 1-2 ngày mình lấy ra mình ăn thì cái ba khía mình nó sẽ thấm gia vị và nó ngon hơn rất là nhiều. Vậy bây giờ em sẽ đem cất cái ba khía này và ngày mai em sẽ quay trở lại chia sẻ với mọi người cái thành phẩm ba khía của mình nha. Tạm chào tạm biệt mọi người. Sau một ngày em để vô ngăn mát thì cái ba khía của em đã ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ coi cái thành phẩm của mình nha. Rồi em sẽ gấp cái ba khía ra dĩa. Trời ơi, mở cái hộp ra này cái mùi thơm tỏi ớt nó thơm lắm. Cái này là đảm bảo là không mặn luôn. Không, mình sẽ không thấy nó mặn đâu. Nó em sẽ chèn miếng nước sốt luôn, nước trộn. Cái ba khía này ăn nó chủ yếu nó ngon là ở cái nước trộn thôi, chứ thật ra cái con ba khía mà muối lên thì nó trong cái nó thì cũng không có còn cái gì. Em cho lên đây ít húng lủi để trang trí. Rồi vậy là cái món ba khía của mình đã hoàn thành rồi đó. Nếu như mà mình muốn ăn gỏi đồ này nọ thì mình cứ lấy cái nước trộn này mình trộn với xoài với đu đủ bào ra rồi trộn như là những cái món bên Thái người ta trộn á. Bên Thái có nhiều cái món trộn ba khía rất là ngon. Chúc mọi người thành công với món ba khía nha. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Phobi nha mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.